Xin chào các bạn, nhu cầu được đi du học nước ngoài để nâng cao cái trình độ, kỹ năng cũng như là được nhận bằng cấp quốc tế luôn là niềm mong mỏi và nhận được sự quan tâm của đa số các bậc phụ huynh và học sinh. Thì nói đến đất nước đi du học, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến đó là du học Mỹ. Và trong chương trình hôm nay sẽ có sự góp mặt của bạn Hoàng Viên, một du học sinh vừa đậu visa Mỹ. Thì Hoàng Viên sẽ tham gia để cùng chia sẻ với chúng ta những cái kinh nghiệm cũng như lý do tại sao lại chọn Mỹ du học. Chào Hoàng Viên. Hoàng Viên có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của Hoàng Viên cho các bạn biết được hay không? Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Viên. Hiện đang là nhân viên kinh doanh tại ngân hàng Maritime Bank. Mình làm được 6 tháng. Mình đã tốt nghiệp trường Đại học Văn Hiến với ngành tài chính ngân hàng. Hoàng Viên có thể cho các bạn biết là cái cảm giác đầu tiên của Hoàng Viên khi có visa thì như thế nào? Dạ, lúc đầu thì khi phỏng vấn thì rất là hồi hộp và lo lắng. Nhưng sau khi phỏng vấn thành công thì vui, rất là vui và hạnh phúc, và gọi điện thông báo cho gia đình về cho chị Thúy, người tư vấn hay hồ sơ giùm em. Thì qua Mỹ Hoàng Viên sẽ học chương trình gì? Qua Mỹ thì mình sẽ học ngành quản trị kinh doanh 4 năm tại trường Queen University of Charlotte ở bang North Carolina. Ở nơi em học thì thời tiết có 4 mùa và thời tiết rất là ôn hòa và dễ chịu, giống như bên khí hậu bên Việt Nam. Thì lý do tại sao em ở Việt Nam là ngành tài chính ngân hàng mà lại qua Mỹ học ngành quản trị kinh doanh? Bởi vì em muốn tăng thêm kiến thức để về quản lý nhân viên kinh doanh tốt hơn. Thì qua đâu Hoàng Viên biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Và em biết được trung tâm Tân Đại Dương qua giới thiệu của người quen và được chị Thúy tư vấn tiếp đạo cho trường em. Từ lúc lên công ty và gặp chị Thúy tư vấn thì sau 2 tuần em đã phỏng vấn và nhận được visa. Em không ngờ thời gian lại nhanh đến như vậy, và em cảm ơn chị Thúy và công ty rất là nhiều. Các anh chị rất là nhiệt tình, luôn giúp đỡ em từ khâu chọn trường, dịch sang tiếng Anh, rồi test, nói chung là làm tâm lý rất là tốt. Tân Đại Dương xin cảm ơn Hoàng Viên đã tham gia trong chương trình chia sẻ kinh nghiệm du học Mỹ để các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn có thêm một cái hành trang cho mình. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn em và chúc em qua Mỹ học tập để đạt được những cái gì mong muốn như bây giờ em đã đặt ra ha.